Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh Dạy tiếng Việt tiếng miền Nam cho người nước ngoài. In previous lesson, we have learned how to tell time in Vietnamese. In today's lesson, let's take a look at what we're going to say when eating out. Now, let's begin by watching a clip. Dạ, cho hỏi anh đi mấy người? Một người. Vậy mời anh ngồi bên này. Dạ, cho hỏi anh dùng gì? Trưa nay mình có món gì vậy em? Dạ, có món gà kho sả ớt, canh chua cá lóc, cá chiên xù. Thôi, anh khoan ăn đã. Anh gọi nước thôi. Dạ, vậy anh uống gì? Ở đây có gì làm từ bơ không? Dạ có. Có bơ dầm, sinh tố bơ, bơ mật ong, bơ sữa chua. Lấy cho sinh tố bơ đi. Dạ, dạ vậy anh đợi em 10 phút nha. Dạ em mời anh. Cảm ơn em. Em ơi, tính tiền giùm anh đi. Dạ, 45 ngàn. 55 Sao? Ngàn. Bao nhiêu? 55? Dạ. Nè, thôi tiền giùm anh. Dạ, em gửi anh tiền thôi. Dạ, em chào anh. And now, let's watch the video clip again to learn some common drink and food in Vietnamese cafe and restaurants. Dạ, cho hỏi anh đi mấy người? Một người. Vậy mời anh ngồi bên này. Dạ, cho hỏi anh dùng gì? Trưa nay mình có món gì vậy em? Dạ, có món gà kho sả ớt. Gà kho sả ớt. Canh chua cá lóc. Canh chua cá lóc. Cá chiên xù. Cá chiên xù. Phở. Hủ tiếu. Bún. Cơm. Tôm. Bò. Heo. Gà. Cá. Rau. Gỏi. Lẩu. Canh. Thôi, anh khoan ăn đã. Anh gọi nước thôi. Dạ, vậy anh uống gì? Ở đây có gì làm từ bơ không? Dạ có. Có bơ dầm. Bơ dầm. Sinh tố bơ. Sinh tố bơ. Bơ mật ong. Bơ mật ong. Bơ sữa chua. Bơ sữa chua. Lấy cho sinh tố bơ đi. Dạ, dạ vậy anh đợi em 10 phút nha. Nước mía. Nước ngọt. And now, let's learn how to say drink and food in Vietnamese correctly. First, I want to introduce to you the four units of material that are common in Vietnamese for food and drink. That is tô. It is a bowl in English. See? Chén. It's a small bowl. Dĩa. It's a dish.
Ly. It's a glass. So these four units are very common to use to contain food and drink in Vietnamese. Let me show you the structure to use it correctly. A number plus tô chén dĩa ly plus food or drink. For example, một tô phở, hai ly nước cam, ba dĩa cơm, một chén cơm. Let's see the video clip one more time. Dạ, cho hỏi anh đi, mấy người? Một người. Vậy mời anh ngồi bên này. Mời anh ngồi bên này. How to ask someone to do something politely? You can use mời. Mời literally means invite, but you can use it to ask somebody to do something in a polite mood. For example, mời chị vào. Mời cô ngồi ạ. Dạ, cho hỏi anh dùng gì? Anh dùng gì? When you hear someone ask you, anh dùng gì? Anh uống gì? Anh ăn gì? That means they ask you, what would you like to use? What would you like to drink? So to answer this, you will answer in the structure I'm going to show you right now. That is, lấy plus cho plus pronoun plus food or drink plus D. Okay, those are in the brackets, are optional. And food, drink here is not the type of food or drink only, but it is the phrase that includes a number, a unit, and the type of food that you want to use, which I have shown previously. For example, cho em một ly cà phê. Cậu ơi, lấy cho tôi một tô phở đi. Cậu ơi, lấy cho vợ tôi một ly nước cam nữa nha. cảm ơn. Em ơi, tính tiền giùm anh đi. Tính tiền giùm anh đi. Tính tiền. You use this when you leave the coffee shop or the restaurant. You have to pay for the money. We'll ask the waiter to tính tiền. Tính means calculate. Tiền is money. Em ơi, tính tiền giùm anh đi. Dạ, 45 ngàn. 55 Sao? Ngàn. Bao nhiêu? 55? Dạ. Nè, thối tiền giùm anh. Thối tiền. Thối is a verb. It means to give the change to the customer. Thối tiền. For example. Nè, thối tiền giùm anh. Thối tiền giùm anh. Dạ, em gửi anh tiền thôi. If the waiter want to clarify the exact amount of money, they will say like this. Thối anh 40 ngàn nè. Dạ, em chào anh. And now, let's pretend that I am a waiter and you are a customer. I will ask you some question, okay? Let's begin. Dạ, cho hỏi anh ăn gì? Dạ, anh uống gì? Dạ, anh chờ trong vòng 15 phút nha. If you want me to check your answer, just comment below. We will check it for you. And that's it. That's all for our today lesson. If you have any questions, just feel free to ask. We will answer your questions as soon as possible. Hope you enjoy the lesson. And please like, share, and subscribe our channel. That means a lot to us. And finally, tạm biệt và hẹn gặp lại. Em ơi, cho anh hỏi là ở đây có ai ngồi chưa? Dạ chưa anh, anh ngồi đi. Em bao nhiêu tuổi rồi? Xin lỗi mà
Trời, có 30 phút. Thôi mà, cho anh xin lỗi đi nha. Thôi mà. Em. Thôi cái gì mà thôi. Lần sau như vậy.